Thưa quý vị, hôm nay 15 tháng 2, kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cụ Quỳnh Tấn Phát, người con của tỉnh Bến Tre. Ông là Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Chiều hôm qua, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đến dân hương dân hoa tại khu mộ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ vị kiến trúc sư Quỳnh Tấn Phát, người cộng sản kiên trung, mẫu mực. Trước phần mộ của cụ Quỳnh Tấn Phát, các đại biểu đã dành phút mặc niệm nhớ về ông, một người con tài qua nghĩa khí của Nam Bộ, Thành Đồng, gắn với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều lĩnh vực hoạt động. Suốt một cuộc đời vì nước, vì dân, ông đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, là tấm gương tiêu biểu cho đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Ở lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc sư Quỳnh Tấn Phát đã chỉ đạo và góp ý các dự án thiết kế quy hoạch đô thị trong cả nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu, Côn Đảo, Tây Ninh. Ông cũng nổi tiếng qua việc thiết kế các biệt thự trước năm 1943 ở Sài Gòn. Đến nay vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính.